Xin chào, chúng ta lại gặp nhau trên kênh Top Sao Hàn và sau đây hãy cùng chúng mình điểm qua những tin tức tổng hợp thú vị nhé. Vũ đạo của BTS nổi tiếng là khó và nguy hiểm, thế nên các thành viên trong nhóm liên tục phải đối mặt với nguy cơ gặp chấn thương. Trong đó, Jimin là người thường xuyên bị thương bởi vì nam idol là một trong hai main dancer của nhóm, thường xuyên đảm nhận những vũ đạo quan trọng và có độ khó cao. Rất nhiều lần Jimin gặp chấn thương ngay trên sân khấu, nhưng anh vẫn luôn hoàn thành màn biểu diễn của mình một cách vô cùng hoàn hảo. Thế nên những góc khuất này chỉ được tiết lộ thông qua những video hậu trường của BTS. Mới đây, đoạn video hậu trường ghi lại màn biểu diễn của BTS trong khuôn khổ nhạc hội SBS Super Concert vào tháng 4 năm nay đã được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội vì khoảnh khắc Jimin nén đau trên sân khấu. Thời điểm ấy, Jimin đang bị chấn thương chân nên khi luyện tập, nam idol phải khó khăn lắm mới có thể thực hiện động tác kết màn ca khúc Idol. Khi rời sân khấu, anh bước xuống rất chậm và có vẻ khó nhọc. Một số fan còn chỉ ra rằng trước buổi tổng duyệt, Jimin có vẻ mệt mỏi, thiếu thoải mái. Thế nhưng khi Jimin lên sân khấu biểu diễn trước hàng ngàn khán giả, vẻ mệt mỏi đau đớn của anh dường như tan biến. Nam idol vẫn nhảy hát cực kỳ nhiệt huyết nên gần như không ai phát hiện ra rằng anh đang gặp chấn thương. Sự chuyên nghiệp của Jimin khiến các fan cảm phục nhưng cũng không khỏi cảm thấy xót xa và mong cho dù ở hoàn cảnh nào, nam idol cũng sẽ ưu tiên sức khỏe của bản thân lên trên hết. Chúng mình là Top Sao Hàn và bạn đừng quên like, share cũng như subscribe để cập nhật những tin tức tổng hợp thú vị.